là vị này là vị ở trên kia kìa, mình không nói đâu nghe không, nhưng mà về cái hạnh đạo trong cái của là cha hoàng mẹ mẫu và mẹ quan thế âm bồ tát, có một cái viên căn của ông bà thánh đức về bên tiên, thành ra cái nón này là bên cái trăm quan cũng có đức lắm, có tay phục dược, có miệng lời khuyên của người trần thế, ở đâu cũng có một cái lời khuyên của cô đó. Quan Vậy là hô chị có tay phục dược luôn. có tay phục dược, lời ăn tiếng nói có luôn, mình thì không cần cho mình mà cần cho bá tánh không hả. Quýt lộn nhiều, một miếng mà gom sâu vô nó rất là đầy mà nhiều ý nghĩ. Thì nói chung thật sự á, em cũng không biết về chị Trần Lại Giúp Hà nhiều. Thì hôm nay thì những cái lời nói, những lời ca của cậu bé đó thì không biết có đúng hay là không. Thì nếu Đúng. mà chị xem được cái là cái clip này thì chị cho em cái bình luận hay là gì đó để em biết cậu bé đại khái là nói có đúng vậy không, đúng không Chính cậu? xác. Không biết là nói đúng hay không nhưng mà mình xem lại đi. Dạ đúng rồi. Thì Phải nói không? chung là cái nói cô quý cô bác quý anh chị gì đó thì không phải là cái người đang được cô bé nói tới thì nhiều khi thì không có đúng, nhiều khi không có đúng đâu. Kiểu như mình không biết là Đúng đúng hay là rồi. sai, Đúng nhưng mà rồi. cái người được nói nghe và cảm nhận thì sẽ hiểu hơn. Sẽ hiểu hơn. Dạ, đúng rồi. Ở đây thì cũng như là mình để sơ căn về cái nhân thế và cái đại đồng trong cái sách sổ của mình. Ai cũng có một cái quý trọng là một con người của mình như thế nào. Thì ở đây là con không thấy mặt mà con cũng không biết tên, nhưng mà tự đặt tên mà tự soi căn, tự coi ra bóng dáng. Đại khái mình có giác quan giống như đi quen hút số 6 hay Đúng sao không? rồi. Quen gì ẩn nấp đợi chờ, bỗng thiên xuống tới hóa thiên ngậm ngùi. Bài thơ đức hạnh cung xin, sầu bi thương nhớ chúng sanh đời cùng, mang ba giúp sức chung cùng, tuy gần cô bác cầu kiều cho người đi. Ai làm đúng việc tu mi thì người có phúc, cô đây mới mừng. A Di Đà Phật. Thì bữa nay con ngâm thơ này là ở trên cho con thôi, chứ con là người trần gian cũng đâu biết gì đâu. Thật sự là cậu bé là chưa biết tên thật luôn á các bạn, chưa biết luôn, cậu không biết luôn. Dạ không biết luôn, không thấy mặt mày gì luôn. Nói chung mình là cậu bé cũng nói đại khái giống như là du di đó các bạn, nhưng mà thì đúng hay là không thì mình là người được cậu bé soi hoặc là soi căn hay đó thì mình sẽ mới mới mình mới hiểu được. Chứ không phải là mình đặt tùng bụng mình nói được. Vì vì cái này là có cái công đức của Hoàng Thiên và mẹ mẫu và ông Cơ Di Lặc. Thì ngày hôm nay có là nhiều cung nhiều cõi, nhiều lần chết sống lắm rồi, nhờ ơn làm phước vị thầy, nữ nam trai gái đồng thành có duyên, lại quỳ cha mẹ tổ tiên, bông hoa quý trọng là tiên xuống trần, tại sao con lại học hành nói thơ nói lý cho người tịnh tâm. Hồi xưa thì nói phong long, nhưng mà cũng đúng cho người trần gian. Còn đây có mẹ có cha, có duyên mới nói bằng bổng qua lại. Bữa nay là cái điển ở trên chụp xuống đó nghe, là cha mẹ thì tổ nói nè, lòng mình thanh thoát duyên đời, tâm mình sắc tướng hạnh thời Quan Âm. Quan Âm cứu đời 100 người, bầu trời ngó thấy xanh xanh nấy làng,
Quan Âm mẹ đã cứu đời, cam lồ nước là bằng bỗng qua trời. A Di Đà Phật. Thì con biết bao nhiêu con nói bao nhiêu. Cái này là con nói điển chứ không phải là một cái khúc nào con cũng là nói được. Dạ. À, một khúc này nói cái khúc này, một khúc kia nói khúc kia, mơi mốt nói khúc khác nữa. Thì cũng như học mới lên lớp vậy đó. Dạ. À, bữa nay lớp này lên rồi là mãn rồi, 3-4 ngày nữa coi nó lên lớp nữa. Cậu bé cũng tại chiều giờ mất công việc nên tới giờ này mới xong. Thì cậu bé đang thắp hương để mà trình cúng giùm chị.